thì là 2 tinh trùng, 2 tinh trùng kết hợp với 1 cái trứng để tạo thành cái bộ nhiễm sắc thể như thế này. Hồi nãy 2 trứng tổng cộng chỉ có 46 đúng không? Thì bạn cần lên tới 69 cái tế bào bộ nhiễm sắc thể, cho nên là sẽ lên tới con số là 69, còn tùy là bao nhiêu là con X, con Y gì đó mà tạo thành XXX hay là XXY là cái gì đi chẳng hạn. Thì khi mà mình siêu âm á, khi mình siêu âm
trường hợp vừa nói trên đây là mình thấy có một cái nghiên cứu người ta coi các độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm trong chẩn đoán hành chứng. Mình thấy cái độ nhạy và độ đặc hiệu nó thấp hơn. Nhưng mà đó là độ gồm giữa toàn phần và tán phần. Nhưng mà nếu mà đi hai chứng toàn phần á, thì độ nhạy của nó khá là cao, nhưng mà độ đặc hiệu nó cũng không cao lắm. Và cái hình ảnh mà dẫn tới nhầm lẫn giữa hai chứng với cái gì thì vừa nói là chứng trống hoặc là một cái thai tiến triển, đó là những trường hợp có thể nhầm. Còn đôi khi có một số trường hợp song thai nhưng mà có một thai bình thường và một thai trứng toàn phần tán phần, thì mình thấy cái tỷ lệ của nó khá là thấp. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn thấy cái trường hợp này thì các bạn hãy coi bây giờ cái thai này là song thai, cái trường hợp này là song thai với một thai bình thường và một thai trứng toàn phần, hay nó là một cái trường hợp thai trứng toàn phần, hiểu không? Hiểu cái trường hợp này không? Vậy thì tới các bạn song thai á, thì mình sẽ hiểu thêm về cái dấu hiệu này á. Người ta chỉ vô dấu hiệu lambda để nói gì cái gì, trường hợp song thai mà hai đánh nhau hai đứa ối nha, để xác định đây là trường hợp song thai hai đánh nhau hai đứa ối, thì nhờ vào cái dấu hiệu này mà biết là cái thai này là thai bình thường, bên đây là cái thai trứng toàn phần, cái trường hợp này không phải là một cái thai trứng tán phần. Và những cái trường hợp này á, thì 40% là cái thai này nó có thể là nó sảy thai tự phát hoặc là nó cũng có thể sinh ra được. Một cái trường hợp khác là chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh của bánh nhau dày bên trong có nhiều cái chỗ bánh nhau trống như thế này, nhưng mà nó không có nằm trong cái trường hợp thai trứng. Đó là một cái trường hợp đoạn sản trung mô của bánh nhau. Thì trường hợp này thì khi mà sinh tiết dây nhau ngang dọc ối thì sẽ ra một bộ nhiễm sắc thể của thai là bình thường, còn nếu là thai trứng thì nó ra một nhiễm sắc thể bất thường. Bệnh lý nguyên bào nuôi thì nó sẽ bao gồm như đây. Nếu mà bệnh lý nguyên bào nuôi á, sau thai trứng thì người ta sẽ hiểu vào cái nồng độ beta HCG. Còn nếu mà bệnh lý nguyên bào nuôi có thể phát triển từ không sau thai trứng, đó các bạn cần sao gì? Nó có thể sau cái trường hợp sảy thai, có thể sau cái trường hợp bỏ thai, có thể sau một cái sanh thường tự nhiên. Ha, đó là vậy. Thì lúc đó beta HCG cũng có giá trị để ý. Và khi mà làm những nốt hình ảnh trên những ca đó thì làm sao để phân biệt với thai trứng toàn phần và thai trứng tán phần mình mới học, dựa vào cái đó phần là dựa vào cái dấu hiệu xâm nhập cơ. Ha, nó cũng có cái biểu hiện là khối và âm dày bên trong có nhiều năng nhỏ, nhưng mà thường mình phải dùng tới đất cơ để mình coi cho nó có xâm lấn vào cơ hay không. Hay là những cái trường hợp này thì thường là người ta sẽ cho là cộng từ hay là CT để đánh giá cái độ xâm lấn cơ. Đây trường rồi, đây mình thấy ha, một cái trường hợp thai trứng xâm lấn thì ngoài cái việc mà cái khối và âm dày trong có nhiều nang nhỏ, mình thấy là cái đường lớp lên màu có những cái ổ xâm lấn vào cơ giống như là nhau đạn được vậy đó. Vậy thì có lẽ các bạn của mình là tới đây là trưa, nhưng mà tới đây có thấy các bạn cũng không hiểu, cho nên là trưa lại đi sọt thêm một số slide nhưng mà chưa kịp dịch mình đáng theo ha. Vậy thì tóm lại về mặt lâm sàng á, người ta sẽ chẩn đoán thai trứng là dựa vào cái nồng độ beta HCG bất thường, đúng không? Những cái trường hợp nào mà cần phải chẩn đoán phân biệt thai trứng với cái gì? Cái thứ nhất là thai kỳ bình thường, cái thứ hai là A2, cái thứ ba là cái thai kỳ bất thường, và cuối cùng á, cái rất là khó đó là sót nhau về mặt lâm sàng. Đối với thai trứng là cần phân biệt với bốn cái nhóm bệnh lý này, và người ta phải dựa vào cái beta HCG, hiểu không? Nếu mà beta HCG mà tăng cao thì sẽ gợi ý cái thai trứng. Còn những cái trường hợp còn lại thì tùy vào bệnh gì, ví dụ như các bạn dùng đa thai beta trứng cao đó, nhưng mà nó không cao bằng con số cần nhớ đối với thai trứng đó là gì, lớn hơn 100 ngàn.
mổ và thăm trống bên trong, cái ổ nó thăm trống bên trong do cái hình ảnh giả thay trứng ấy, thì mình sẽ thấy nó còn như là một cái varia bánh nhau. Nếu như các bạn thấy đối với những cái thai lớn hơn 25 tuần thì lúc đó tạo thành cái trường hợp, tạo thành cái hình ảnh đó nhờ vào cái gì, nó liên quan tới những cái hồ máu trong bánh nhau mà. Nó liên quan tới cái khối là những cái bản gây nhau. Tự nhiên sau 25 tuần tự nhiên các bạn thấy cái hình đó, các bạn được bài vô các bạn đọc hai trứng mắt rồi ha. Rất là hiếm khi các bạn đọc hai trứng mắt rồi ở cái giai đoạn đó, mà phải lưu ý đến cái chuyện là cái hình ảnh này còn là giả hai trứng à, do bởi cái hồ huyết, do bởi những cái huyết khối ở các bạn gian cho nhau để mà tạo ra cái đó. Bỏ thai
cái hồi nãy cô nói với lít nhau cô thì đi khi mình đắp lên vô đó là nó tăng sinh mạch máu của cô. Giống như cái trường hợp này ha, giống như cái trường hợp này là người ta thấy tăng sinh mạch máu.